Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đến phương thức position. Chúng ta sẽ xét ví dụ này thành ví dụ số 3. Phương thức position cũng tương tự như phương thức offset parent, nó không hề có tham số. Lúc này tôi sẽ xóa đi cái dòng này. Tiếp đó tôi sẽ đặt như sau, và void bằng, tôi sẽ truy cập vào trong box C và tôi sẽ gọi đến phương thức position. Sau đó tôi sẽ in ra cái giá trị trả về từ phương thức position. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào ví dụ số 3. Chúng ta bấm reset thì các bạn đã thấy được giá trị trả về của phương thức position là top bằng 25 và left bằng 5. Top bằng 25 chính là khoảng cách từ đường viền phía ngoài của box C cho đến đường viền phía trong của box B. Và left bằng 5 chính là khoảng cách từ đường viền phía ngoài bên tay trái của box C đến đường viền phía trong bên tay trái của box B. Bây giờ chúng ta hãy thử một trường hợp. Chúng ta hãy bỏ đi giá trị position bằng tương đối ở box B để xem chúng ta có được giá trị 25 và 5 hay không. Chúng ta refresh, bấm reset. Lúc này các bạn được giá trị khác 58 và 13. Vậy thì lúc này chúng ta đã có một câu trả lời chính xác về các giá trị được trả về trong phương thức position. Top bằng 58, đó chính là khoảng cách từ đường viền phía ngoài đến đường viền phía trong của đối tượng tra. Và left bằng 13 cũng là khoảng cách từ đường viền phía ngoài phía bên tay trái của đối tượng so với đường viền phía trong bên tay trái của đối tượng tra. Vậy lúc này giá trị trả về của phương thức position nó còn phụ thuộc vào cái thuộc tính position của cái đối tượng bao bọc phía ngoài. Vậy là chúng ta đã hiểu rõ được cái phương thức position. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tới phương thức role left và role top. Thì khi nghe nói đến role left và role top thì các bạn đã hiểu được là nó liên quan tới phần nào, vì phần này chúng ta cũng đã từng được nghiên cứu ở trong phần dump của Javadip. Lúc này chúng ta sẽ xét ví dụ số 3 thành ví dụ số 4. Phương thức role left của chúng ta có hai cách viết. Một là không có tham số, hai là có tham số. Vậy thì khi không có tham số có nghĩa là chúng ta lấy ra giá trị của nó. Và khi có tham số có nghĩa là chúng ta thiết lập giá trị mới cho nó. Tiếp đó là phương thức role top thì cũng tương tự như thế. Lúc này chúng ta sẽ chỉnh lại cái phần mã HTML dưới này. Ở đây tôi sẽ sử dụng lại một phần, đó là last box A. Và tôi sẽ thiết lập chiều cao cho nó 2. Ở đây tôi sẽ thiết lập chiều cao của nó là 300 px. Và tôi sẽ bổ sung thêm một thuộc tính cho nó, đó là overload. Và lúc này tôi sẽ để giá trị là auto. Khi giá trị auto thì nó sẽ tự động xuất hiện thanh cuộn drive và thanh cuộn button. Chúng ta xem lại cái lát của box A. Đây là cái lát của box A chúng ta. Vậy là với cái chiều rộng là 600 và chiều cao là 300. Chúng ta hãy truy cập vào ví dụ số 4 role. Thì các bạn đã thấy chúng ta đã có box A. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào trong box A một cái thẻ div. Thẻ div của chúng ta sẽ có định dạng kiểu như sau. 2 sẽ cao 1000 pixel. Tiếp đó width tôi sẽ để là 800 pixel. Và lúc này tôi sẽ cho nó một cái lát là background 02. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta có một cái thẻ div màu xanh ở phía trong. Phương thức role left và phương thức role top sẽ lấy ra cho chúng ta
nó sẽ lấy ra cho chúng ta cái khoảng cách di chuyển của cái rô này. Chúng ta sẽ viết như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt một cái biến TT. Sau đó chúng ta sẽ gán giá trị vào trong biến TT. Tôi ghi ở đây là roll left. Roll left thì sẽ bằng pop a gọi đến phương thức roll left. Tiếp đó tôi sẽ lấy roll top của pop a. Vậy tôi copy dòng này xuống. Tôi thêm dấu cộng phía đầu và tôi cho nó xuống hàng. Ở đây tôi sẽ sửa lại là top. Và ở đây tôi cũng sửa lại thành top. Lúc này tôi sẽ đưa nội dung của nó vào trong phần box info. Vậy chúng ta sẽ xác định box info. Info.html và chúng ta đưa giá trị TT vào đây. Lúc này chúng ta hãy refresh ví dụ số 4. Và bấm reset thì các bạn nhận được giá trị 00. Có nghĩa là hai thanh này của chúng ta chưa di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó xuống một đoạn. Chúng ta bấm reset thì các bạn đã nhận được hai giá trị mới của roll top và roll left. Vậy là các bạn đã hiểu được cái cách viết của roll top và roll left khi nó chưa có tham số truyền vào. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cách viết của roll top, roll left khi có tham số truyền vào. Chúng ta sẽ ép ví dụ này thành ví dụ số 5. Roll. Lúc này chúng ta sẽ xác định cái box của chúng ta. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào box A. Sau đó chúng ta sẽ gọi đến phương thức roll left. Chúng ta sẽ truyền cho nó một giá trị nào đó. Ví dụ tôi truyền cho nó giá trị 200. Tiếp đó tôi gọi đến phương thức roll top. Và tôi cũng truyền cho nó giá trị 200. Chúng ta xóa bỏ những phần không cần thiết đi. Bây giờ chúng ta hãy truy cập vào ví dụ số 5 và nhấn thử. Chúng ta bấm reset. Thì các bạn đã nhìn hai thanh trượt của chúng ta đã chạy đến cái vị trí mà chúng ta đã xác định là 200, 200. Vậy là chúng ta đã hiểu được hai phương thức roll top và roll left. Và chúng ta cũng đã nghiên cứu xong cái nhóm offset. Còn về cái nhóm data này, tôi sẽ đưa các video và sau phần ví dụ của jQuery. Vì phần này nó cũng không quá quan trọng. Những phần nào quan trọng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trước, sau đó chúng ta sẽ làm ví dụ. Và những phần nào tôi chưa hướng dẫn các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm vào những video sau đó.